Các bạn khán giả GTV thân mến, mời quý vị và các bạn quay trở lại với buổi tường thuật trực tiếp sáng ngày thứ bảy của chúng tôi. Đây là vòng loại quần chiến của thể loại công thành chicken. Trong trận đấu trước, trận đấu thứ ba, một trận đấu mang ý nghĩa quyết định đối với game thủ chỉ là giấc mơ sau khi anh đã để cho Dino My Idol dẫn trước với tỷ số là 2-0. Trong trận đó thì anh cầm Chuson, trong khi Dino My Idol thì đang cầm Yamato, lợi thế về Chuson một chút ở trong trận đấu đó. Sau khi đã công được nhà của Yamato khá giáp và nhà cửa vẫn đang ổn định, tuy nhiên thì do sự cố về mạng rất đáng tiếc ở Game TV Net đã khiến cho trận đấu này phải diễn ra lại. Và trong trận đấu này thì quân của chỉ là giấc mơ là Acyrian. Chúng tôi chưa kịp ưu hóa của Tepi để có thể biết được anh cầm quân gì. Như vậy là trong trận đấu này thì những tài nguyên về thịt của nhà Acyrian không nhiều. Chính vì vậy mà khả năng ép sớm của anh sẽ là không cao. Rất tiết kiệm, chỉ là giấc mơ còn phải đang dóc thịt từng con sư tử một để có thể có đủ lượng thịt kích đời. Là một bài khá nhỏ cho game thủ tô một chỉ là giấc mơ. Anh cầm Acyrian, tuy nhiên 9 phút 23 giây anh mới có thể kích được đời 2 với 25 dân của AC. Đây rồi, anh đã dò ra thêm được một chú voi nữa. Trong lúc chờ đợi để thao tác những chú đông dân câu chú voi về để dóc thịt thì anh đã tranh thủ làm thịt chú sư tử. Dino Mido tức Teppy đang có điểm số rất cao, có lẽ anh đã lên đời sớm. Như vậy là Dino Mido trong trận đấu này anh cầm Katarian. Lợi thế về quân một lần nữa nghiêng về game thủ chỉ là giấc mơ khi anh được cầm AC và đối đầu với Katarian, tuy nhiên lại một lần nữa như trong trận đấu đầu tiên diễn ra thì game thủ mùa 1 đã không được lộc về bài. Có lẽ anh sẽ phải kích đời ở một giây phút khá muộn màng. Tuy nhiên thì nhà anh cũng sẽ có khá nhiều đồ ăn hoang ở trong tình huống này. Mặc dù vậy thì đến thời điểm này rõ ràng rằng là ưu thế đang nghiêng về phía Tepi khi mà 12 phút 20 giây thì game thủ mùa 1 mới có thể kích được đời 2. Xin lỗi các bạn, đời 3. Không đủ lượng thực để có thể nâng cấp ngay chặt gỗ. Mùa 1 bắt buộc phải chờ đợi. Anh có thêm một chú voi nữa và đang câu về vị trí chiếc bét. Bây giờ thì màu xanh ngột chỉ là giấc mơ đang cố gắng hiện thực hóa giấc mơ của mình. Anh đang xúc tiến bo nhỏ các vị trí làm ăn bãi gỗ. Tuy nhiên trong một giây phút mà không để ý thì anh đã bị chết một chú nông dân câu voi. Khá đáng tiếc. Đây rồi, những chú lạc đà đầu tiên của game thủ Tepi đã công sang những vị trí ăn hoang của màu xanh một chỉ là giấc mơ. Anh đã gặp khá nhiều khó khăn ở trong tình huống này. Chú cung tê sinh ra để thủ chú ngựa giò đã bị bắn chết. Nông dân Assyrian đã có bánh xe chạy như những cơn gió.
Chú lạc đà đang truy đuổi rất gắt gao nông dân của màu xanh một. Tiên có thể thấy mặc dù Tepi lên đời sớm hơn nhưng anh đã không làm được gì nhiều ở trong những tình huống này. Nông dân của Assyrian với ưu thế về tốc độ vượt trội, đồng thời cung R của Assyrian như các bạn đã biết là khả năng với ưu thế bắn nhanh. Chỉ cần thủ được một cách chặt chẽ trong những giây phút đầu tiên và tụ được một kích cung lớn thì Exidan sẽ dần dần có thể lấy lại được thế trận. Mặc dù vậy thì anh trong tình huống vừa rồi đã chết khá nhiều dân. Không sao hết. Cung R Exidan đã có một lớp giáp đang cố gắng bảo vệ bãi an hoang của mình. Lên đời chậm hơn và buộc phải đánh thế thủ. Đây sẽ là một giải pháp hợp lý bởi những bãi an hoang sẽ là nguồn sống chính cho game thủ chỉ là giấc mơ ở thời điểm này. Bây giờ thì anh quyết định mở một hướng tấn công. Và Tepi đang bò về lớp bò thứ hai, đồng thời đang công vào các vị trí BA của game thủ màu xanh một chỉ là giấc mơ. Diễn biến trận đấu đang tỏ ra cân bằng. Katarian có lợi thế lên đời sớm hơn, trong khi lợi thế về cung của Assyrian là rất khác biệt, các bạn đã biết. Có lẽ Tepi sẽ chủ động để có thể bắt được đạo cung R này của Assyrian. Tuy nhiên lường trước được sự nguy hiểm này thì Assyrian đã rút chạy. Một pha vẩy E của Tepi khiến cho Assyrian trong tình huống vừa rồi đã xử lý trở nên không tốt. Tuy nhiên thì cung R của Assyrian là quá chất. Timeline của màu xanh một vẫn đang không ngừng tăng lên là 35 trên 64. Tiếp tục ăn hoang. Ba chiếc BA sóc khá đều đặn. Nhưng trong tình huống này thì chắc chắn toàn bộ số quân này của game thủ màu xanh một đã bị nằm. Rõ ràng là kinh nghiệm thi đấu ở tình huống này của chỉ là giấc mơ đã tỏ rõ sự khác biệt so với Tepi. Timeline đè khá mạnh. Nếu như Assyrian trong tình huống vừa rồi không tham công mà rút lui chờ đợi những tấn công tiếp theo như thế này thì anh đã có thể tụ được một kích cung lớn hơn của Tepi rất nhiều. Bây giờ thì sẽ rất khó cho game thủ màu xanh một. Một pha vẩy E bắt quân nữa của Tepi. Một pha vẩy không thành công của game thủ màu xanh một chắc chắn ruộng của anh sẽ bị quấy phá ở thời điểm này. Nhiều khả năng là lạc đà của Tepi đã lên được chém 4. Bây giờ thì đến lượt Tepi chuyển sang thế công. Tuy nhiên rất kinh nghiệm Tepi đã rút lui kịp thời. Vẫn chỉ là một hai con lạc đà đi chăn dân của xanh một sẽ làm cho xanh một mất tay rất nhiều. Bây giờ thì vẫn phải ăn hoang thôi, không có lựa chọn nào khác cho game thủ xanh một ở trong tình huống này. Cần phải kiên nhẫn chờ đợi cơ hội.
Tham Lai đang trở về thế quân bình khi mà lợi thế của AC Milan là đông dân di chuyển với tốc độ cao, đồng thời có những con cung sát thủ. Nếu như xanh một giữ được những tên đầu tiên thì chắc chắn sẽ rất khó khăn cho game thủ Tepi. Bây giờ thì lạc đà vẫn đang công vào, rất nhiều vị trí bị công vào. Tepi điều quân khá hay, nông dân của xanh một vẫn đang tiếp tục nằm xuống, không thể yên ổn làm ăn. Mặc dù vậy thì tham lai của xanh một vẫn đang tăng cao nhờ vào các vị trí ăn hoang của mình. Các bạn có thể thấy sau khi rỉa những con dân thì Tepi đã rất khôn khéo di chuyển những con lạc đà sang những vị trí khác nhau. Như vậy là turn này sẽ thiệt thòi cho Tepi khá nhiều. Một chiến thuật rất 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 hợp lý của game thủ xanh một khi anh đang cho hai chú nông dân đi ăn hoang, chỉ là hai chú nông dân đi chặt các chặt một ít vàng. Anh cần 50 vàng để có thể lên được giáp 4. Đã có 30 vàng rồi. Cần thêm 10 nữa. Tepi trong trận đấu này buộc phải đánh trâu lạc đà. Đối đầu với Obsidian là một nhiệm vụ khá khó khăn. Như vậy là đã đủ vàng để có thể lên giáp 4. Sau khi lên giáp 4 thì ngựa của Obsidian sẽ chì hơn rất nhiều. Các bạn có thể thấy trong tình huống này thì Tepi chắc chắn sẽ úp vào đạo cung này của game thủ màu 1 chạy thôi. Tuy nhiên quyết định rút chạy vào một thời điểm đã quá muộn màng ở trong tình huống này. Tepi rất đông lạc đà. Ngựa chưa lên xong giáp 4, rất đáng tiếc bây giờ mà đã lên xong. Và vàng sẽ là vấn đề của Tepi. Như vậy Tepi đã đóng được BC và đi ăn hoang những bãi vàng ở xa. Vẫn có lợi thế cho một chút cho game thủ Tepi. Anh đã lên tới 63 dân. Đây đã là phút thứ 33. Có lẽ cái giá phải trả quá đắt cho game thủ xanh một khi mà anh đã để chết những tên cung đầu tiên. Tuy nhiên thì thời điểm này vẫn là một thời điểm vẫn có cơ hội. Obsidian công phá gắt gao vào những bãi vàng của game thủ màu 7 mới có thể mong đảo ngược được tình thế. Tepi di chuyển quân rất khôn khéo. Cần phải bắt những tên quân này của màu 7, không thể để màu 7 chạm được vào những con dân của mình mới có khả năng và cơ hội. Nếu không Tepi sẽ chém thủ và bật 4 thành công trong ít phút nữa. Bởi lượng dân của Tepi đang rất cao rồi, các bạn có thể quan sát thấy điểm của Tepi đã lên tới 500 rồi. Có thể thấy rằng kinh nghiệm thi đấu và khả năng giữ quân của hai game thủ khá chênh lệch. Bây giờ là một turn đi quân khá lỗi của Tepi. Có lẽ vẩy E ở góc bên kia chặn đầu lui ra của game thủ màu 7 thì sẽ hợp lý hơn khá nhiều. Ở một vị trí mà bãi vàng Tepi đang ăn dở, cần thiết phải có một hai con cung giờ để có thể quản bãi vàng này. Và như vậy là game thủ Tepi bật 4 thành công. Cơ hội để Tepi dứt điểm trận đấu này. Và kết thúc lượt trận đấu đối với game thủ chỉ là giấc mơ. Tepi đang dẫn trước cơ hội. Tham Lai thì vẫn cần, tuy nhiên sau khi Katarian chuyển 4 thành công thì thế trận sẽ diễn biến hoàn toàn khác hẳn.
Bây giờ thì những chú voi húc sẽ làm rất khổ và thêm cả hót nữa. Và cuối cùng thì Teppy đã kết thúc được lượt trận đấu với chỉ là giấc mơ với tỷ số hoàn toàn thuyết phục 3-0. Các bạn chờ đợi ít phút, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị các bạn các lượt trận đấu tiếp theo.